Yes. 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 Start the game yes. already. Không một là C2 rồi. Vâng, trở lại với trận đấu đầu tiên của xê đấu thứ hai thể loại phô xăm. Thì game thủ chim sẻ nắng đang tạm dẫn với tỷ số là 0-1. Bài đấu lại không thấy dừng rồi. 12 giờ kia có dừng hay không? Có lẽ nó đang đi theo dây. Bầy hươu đầu chỉ có 4 con. Gỗ đầu cũng là khá xa với nhà chính. Không có cây nào nằm trong bóng hết. Nào khéo anh ơi. Vâng, bây giờ trận trước đã hai sư tử nó vồ nó gặm rồi. Thì trận này mình cũng phải khéo léo chứ đừng để cho nó gặm. Mình không thể chết hai lần trên một dòng sông được. Vâng, có hai bãi quả phụ. Đó sẽ là một nguồn lực rất lớn cho Hoàng Nhi trong việc ép đời và nâng cấp công nghệ ở đời 3. Dừng như này rất dốc, như vậy là bị hở nhiều đấy. Dần leo rất mệt. Mới đầu nóng như vậy đã kín cả hai mặt chưa? Hai giờ tôi nghĩ là cái điểm yếu của Hoàng Mai Nhi. À không, không đây không để biến đồng A luôn đây. Anh đóng A ở đây luôn. Là đẹp.
Còn mặt này thì chỗ BB tôi thấy là vẫn hở. BM này, BA và anh Bo mặt 12 giờ xuống là BM và BA đóng check ra khu vực góc 3 giờ, ở góc 9 giờ. E nha anh nhá. Đấy, bo luôn chỗ BG này lại là đẹp. Tự dưng nó vướng cái chỏm rừng này, thực sự trông rất ngơ mặt. Một cái chỏm lông trông cay xe mắt cái chỏm lông này. Thành ra mình không có thế để dàn quân với lại cả đẩy quân. Mỗi một cái chỏm. Vâng, bây giờ thì có lẽ là hướng 12 giờ tôi phán đoán là nhà chim sẻ sẽ ở đó. Nhưng mà mình sẽ đi kiểu hơi check check để an toàn cái mặt yếu này. Mặt này chúng ta vẫn chưa bo kín. Chỗ nào yếu mình đi chỗ đó. À, sao bạn Đinh Hùng nhỉ? À, cảm ơn bạn Đinh Hùng. Cảm ơn bạn. Cái tình cảm của bạn dành cho mình là cái rất quý hóa. Gặp một bãi vàng. Không biết 12 giờ có hay không. Đây rồi, vàng thứ hai thì chắc chắn nhà đầu bạn rồi. Hai bãi vàng gần nhau thế này thì chỉ có thể nhà đầu bạn. Để nguyên tắc là một bãi vàng lẻ ở xa thì thường là sẽ không có nhà của đội bạn. Nhưng nếu như hai bãi vàng đã gần nhau rồi thì chắc chắn đó phải là nhà đội bạn. Mỗi nhà sẽ có hai bãi vàng. Mười hai giờ thì không có gì. Như vậy Seiya rất đúng hướng dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây là một chỏm rừng nữa. Vâng, chúng ta thấy nó có hai cái chỏm lông như hai cái chỏm lông mồm ở nhà A với cả hướng 12 giờ xuống. Bài này thì bây giờ Hoàng Mai Nhi chuẩn bị dồn vào từ cái mặt nhà A họ thôi, đấu trực diện nhà A. Cố gắng làm sao lên cái đầu mau sớm, sau đó chúng ta tăng A liên tục. Và một pha đi công của game thủ chim sẻ đi nắng. Pha liều dốc thành công. Quân rất ít dành cho chim sẻ ở nhà. Chim sẻ muốn công vào nhà mình sẽ phải đi đường vòng. Hoặc sẻ sẽ phải kéo quân về. Vì chưa xác định lượng quân ở nhà của Hoàng Mai Nhi là bao nhiêu con. Sẻ kéo quân về rồi. Tách quân anh ơi, tân vừa rồi tách quân ra. Và đúng hướng nhà của họ sẽ là hơi khó khăn cho Hoàng Mai Nhi để có thể chạy từng loạt này. Chỉ có là mình ăn được bao nhiêu con thì tốt bấy nhiêu thôi. Bắn kiểu giết en răn.
chắc chắn là sẽ mất tên này rồi. Nhưng mà mình nên giết Enzan để mình có giảm thiệt hại. Xẻ lại một thế nhà mà dễ thủ khi mà khung được rộng từ xa. Nên là bây giờ game thủ Hoàng Nhi tự nhiên đứng cái đốt cái hàng E ở cái chỗ mà anh vừa lao vào. Sau đó thì một tên khác đứng rộng rộng để kê, kiểu trong tư thế sẵn sàng cứu. Lại phải to tay ra vậy. Không vội vàng là với chim sẻ. Chim sẻ vẫn là game thủ thủ nhà quá dẻo. Chỉ có tôi thôi mới có thể có một cái bài là hai lạc đà một giò vẩy e chết nhà chim sẻ. Lượng e như sẽ phải tăng đều quá. Tôi thấy là lượng e vẫn đang hơi ít, dễ bị mít. 40 mấy dân của chim sẻ nhìn không rõ nữa, 42, 43 gì đó. Canh soi tham nhanh quá. Vâng, sẻ đút vào khe này khó lắm. Chim thì to nên không thể đút vào khe này đâu. Tham em to như thế làm sao mà em đút vào được. Đây, em định đút đi đâu hả em? Em đút đi đâu? Em định đút cái gì? Em đút cái gì? Vẩy e dành cho chim sẻ. Sẻ sẽ lại leo lại cái chỗ này. Nên mình đứng dàn ra trước chỉ bị bắt quân. Ăn làm sao được cái chỏm chỏm lông như đây anh ơi. Cho nó dàn quân dễ. Đóng BS mà ăn chỏm lông đi. Trông ngứa mắt thật. Có một cái chỏm nó đứng ở giữa mấy nhà. Rừng không phải rừng, mà gỗ cũng không phải gỗ. Nó là một cái giống gì ấy, một cái giống thực vật gì mà không rõ nữa. Được. Một pha móc quân là tốt của game thủ Hoàng Mai Nhi. Nhưng không, đồ bạn nhà quân cũng rất nhiều. Họ đã có lớp thứ hai rồi. Họ móc máy ở chỗ dãy hàng E nhà mình. Họ đang đốt E. Họ đốt rất mạnh đấy. Sẽ lùi quân luôn như hách. Lùi rất nhanh. Tên này anh phải giả vờ ra bắn nó vài cái. Xong rồi tên kia mình ập ra thì mới bớt nghi ngờ. Chứ sẻ là một game thủ thuộc diện là đa nghi, giống như Tào Tháo vậy. Thà thằng chạy trước còn hơn để đồ bạn bị bắt. Chạy đi chứ đồ bạn mà lao ra mà họ bắt thì có mà chết. Cung đờ đã đầu máu rồi, đồ bạn đóng ca. Họ cũng tính đến chuyện đào vàng nhảy vốn. Quân ở đây chắc chắn rất đông, mình chịu kéo về bắt tên này, bắt tên to xong mình dí thẳng luôn. Khi tham to rồi sẽ điều là rất khó. Sáu ba dân vàng biết đào đủ chưa? Vâng, bắt từng tên quân một, bắt từng tên một, bắt chọn anh ơi. Mình cố gắng bắt chọn từng tên của đồ bạn. Tên này ở trong 6 giờ rồi, hy vọng rằng 6 giờ kín. Kín rồi, kín rồi. Không có đường chạy thì mình sẽ bắt luôn tới đấy anh.
phải đứng quân trong, lại đứng một thế thủ. Tơn họ chạy ra kìa. Chỗ này kín là họ không chạy được. Thì mình bắt họ như thế nào? Đã lên 4 xong cho chim sẻ. Rất nhanh. Cũng không có vàng mấy, ăn mới một bãi vàng thôi. Sẻ mới đào đủ một bãi vàng. Vậy lên xong sẽ sắp được khoảng 1-2 tên hot. Tại vì một bãi vàng thì tính là được khoảng tầm 4.000. Tầm khoảng 4.000 thì kích đời đã mất 1.000 rồi. Còn lại nâng cấp công nghệ là mất tầm hơn 1.000. Còn mấy nghìn nữa. Đây bãi vàng 2. Ôi sao lắm vàng thế à? Đây bãi vàng 2 thì phải. Bãi vàng 2. Quả này ốp nhanh thời điểm mà đội bạn chưa có lửa mà bắn chặn. Dí vào ốp nhanh. Nhưng phải đảo cả cung đờ nữa, họ chưa có bắn chặn. Tranh thủ mà đảo thôi. Cái thế giàn là may nó có hơn nhiều những trận trước. Nó có hơn nhiều những cái trận đấu trước. Những trận trước là mình không có thế giàn. Họ vừa kháng ra lửa xong. Như là kháng ra lửa thì bắn nhanh hơn thì phải. Tơn mới nhồi lên kịp thời dành cho Hoàng Mai Nhi. Nhồi rất kịp thời thời điểm này. Rồi chính anh kìa, rồi chính anh. Vâng, nhà họ thì cũng chưa biết được. Hãy cùng chờ lại xem tơn này ăn được không. Bởi vì khi mà có lửa bắn chặn rồi nó khác lắm. Có lửa bắn chặn thực sự là không thể nào biết được mình có thể ăn được hay không. Phải tính toán đam của đội bạn nữa. Khó rồi. Để họ lên 4 khó thật. Kèo này có vẻ khó hơn cái kèo AC. Họ cứ đánh thủ ở trong cái góc đẹp là mình không thể vào được. Tại vì mình không có, mình không có lợi thế về sức mạnh của cung đờ, mà chỉ có lợi thế về chất lượng, à về số lượng thôi. Cậy đông làm càn nên mình không làm càn được.